gia đình. Ba má với anh em luôn yêu thương đầy lo lắng. Bóng mộng hôm công an phường kỳ dây bắt tôi phải đi nghỉ. Lòng xao xuyến đêm đêm đầy âu lo. 10 giờ sáng qua công an ngập vào, họ đông lên bắn giam. Tôi đâu hiểu chuyện gì, nghị định mới ban ra. Lòng bàng hoàng xót xa, nhưng tôi vẫn phải lên xe đi đồng. Dòng lệ xót thương chôn thân tù đầy, nghị định mới ban ra, nghị định số 20. Khi không chung băng con vô này, ôi chúng đưa con vào phòng xong. Xót thương cuộc đời chơi ghen, nghe sao buồn cười. Mà tiền mình cứ chơi, chứ chơi đâu tiền người. Mà bài đặng băng tao, mà bài đặng vô dân. Tao đây đều ngang, 5 năm tao chờ về. Ngồi tù nhớ em, quay trở về. Ngồi tù có 5 năm, đời thật xa nghe em. 5 năm lâu quá, chắc em không chờ nổi. Ở đường 4 năm, anh quay trở về. Đi được miếng tin, em không đợi chờ. Ngồi tù có 5 năm mà đành bỏ anh sao? Sao em không nói để anh đây đợi chờ? Ôi chúng đưa con vào phòng xong. Chúng chẳng xót